hai lô đất liền kề cách trung tâm thành phố Nha Trang 30 phút di chuyển bằng xe ô tô với diện tích là 1.000 m², chiều ngang 14 m. Đây, ở phía sau của em đây. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho anh chị xem nha. Chào mừng anh chị đã quay lại với kênh YouTube Nhà đất Khánh Hòa TV Land. Thì hôm nay em Quyết sẽ tiếp tục giới thiệu quý anh chị hai lô đất tọa lạc tại xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ 30 phút di chuyển bằng xe ô tô. Đây, phía trước đây là vị trí lô đất em muốn giới thiệu đến quý anh chị. Tổng diện tích của hai lô đất này là hơn 1.000 m², với chiều ngang tổng hai lô là 14 m, ngang mỗi lô 7 m, ranh giới là được xác định, được cắm mốc rõ ràng. Đây, từ chỗ cái trụ này nè, thì hiện tại trước thì đã cắm mốc rồi, nhưng mà hiện tại thì dân họ phế nên họ tập bể cái này đấy. Rồi đi qua bên này, ngang qua bên này. Đấy, ngang qua chỗ cái trụ kia. Tổng chiều ngang là 14 m. Hiện trạng thì đất là bằng phẳng, dài phía sau khoảng 75 m, đụng ra khỏi cái hàng kia phía sau người kia luôn. Đường hiện trạng bê tông 5 m, hai ô tô nối nhau thoải mái luôn. Đây, con đường này là con đường di chuyển ra ngoài hương lộ 62 nè. Vị trí của lô đất của chúng ta cách hương lộ 62 chỉ khoảng 400 m thôi. Đây, như chúng ta có thể thấy từ vị trí đất có thể nhìn ra thấy ngồi hương lộ 62. Đấy, phía trước kia, phía trước kia là con đường hương lộ 62 ạ. Đây, đường bê tông tận tận đất luôn nha. Vị trí lô đất của chúng ta thì cách quốc lộ 27C, con đường kết nối giữa hai thành phố Nha Trang và Đà Lạt, thì đâu đó khoảng về 1 km, và các khu công nghiệp sông Cầu cũng về khoảng về 1 km. Trong vòng bán kính 500 m thì có trường học, trường cấp 1, chợ, cách Ủy ban nhân dân xã Khánh Phú vào khoảng 2 km, và cách hai khu du lịch Suối Đá Bàn và khu du lịch Giang Bay khoảng 3 km. Như em đã nói thì vị trí đất này di chuyển về thành phố Nha Trang mất khoảng 30 phút di chuyển bằng xe ô tô. Hai lô đất này á thì rất là phù hợp để anh chị tích lũy tài sản, hoặc là để dành cho con cái đầu tư, hoặc có thể làm một mảnh vườn nho nhỏ. Đây, đường này thì đi ra ngoài hương lộ 62 như anh đã nói rồi. Và ở đây á, sẽ có hai lô, tổng ở đây sẽ có 4 lô, chủ họ đang muốn bán. Tiếp theo em sẽ quay hai lô liền kề tiếp theo cho anh chị xem nha. Đây, em đang đi xuống nè. Đây, xung quanh nè, họ mua, họ để dành, hoặc là họ đầu tư nè, họ rao lại hết rồi. Đấy. Tiếp theo em sẽ giới thiệu hai lô tiếp theo cho anh chị xem. Hai lô này thì diện tích cũng rơi vào khoảng 1.000 m², ngang mỗi lô cũng 7 m² luôn, 7 m ngang luôn, chiều dài thì 75 m. Hai lô này thì chủ họ đã rào tầm trụ rào lại rồi. Đây, đây là hai lô em muốn giới thiệu quý anh chị này. Đó, em móc từ cái trụ này này. Đấy, đi về bên đây. Đây là lô thứ nhất nha, diện tích là 527 m², ngang 7 m. Và đây là lô thứ hai, diện tích cũng là 527 m², ngang 7 m, dài 75 m. Cái chủ họ đã rèo lại rồi. Tổng thể có 4 lô nha quý anh chị. Và hiện tại thì chủ họ đang muốn bán. Nếu mà anh chị mua hai lô liền kề thì chủ sẽ bán với giá là 550 triệu, đâu đó rơi vào khoảng 550.000 một mét vuông thôi. Xung quanh thì đất để quy hoạch thổ cư hết rồi. Đấy, vườn kia bên này quy hoạch thổ cư rồi nè, tương lai đất của chúng ta cũng sẽ quy hoạch thổ cư thôi. Và lúc mà nếu mà đất quy hoạch thổ cư thì giá sẽ không còn là 550.000 một mét vuông đâu anh chị ạ. Tổng thể có 4 lô nha anh chị. Anh chị có thể mua luôn một lúc 4 lô cũng được, hoặc là mua một lần 2 lô. Còn
quý anh chị mà không có đủ tài chính á, thì có thể mua một lô. Một lô thì bán với giá 275 triệu. Hai lô là giá 550, 550 triệu. Và quý anh chị quan tâm có nhu cầu đi xem đất thì vui lòng kết nối với số điện thoại Zalo 0969 348 066. Em Quyết rất là hân hạnh được đưa quý anh chị đi xem đất ạ. Một tí nữa thì em sẽ quay từ vị trí lô đất đi ra ngoài Hương Lộ 62 cho quý anh chị xem chi tiết hơn. Đây, từ vị trí của lô đất em sẽ quay ra ngoài Hương Lộ 62 cho anh chị xem nha. Tại thì em đang đi một mình nên quay cái gì nó hơi lag một tí, anh chị thông cảm. Đường này đường bê tông, hai ô tô ní nhau thoải mái hơn. Phía trước kia là con đường Hương Lộ 62 nữa. Chỗ này thì có hai lô, tổng là 3 lô nhưng bé một lô, rồi còn hai lô tất cả lâm năm quy hoạch đầu cư. Thì tới nữa em sẽ quay chi tiết cho anh chị xem. Đường này lên lô 62 này. Đây phía trước kia là khu dân cư, có cái nhà họ đang xây tạm ở rồi. Khách đang đi xem đất. Đấy, rồi cái trái sẽ đang ngồi Hương Lộ. Trước kia là con đường Hương Lộ 62 nha. Chúng ta di chuyển đi ra để theo cái trái thì chúng ta sẽ đi lên ở bên nhà xã và di chuyển lên khu du lịch Cái Bàn, và di chuyển về hướng tay phải thì đi về ra ngã ba Nước Nhảy và về hướng về quốc lộ 27C, hướng về Nha Trang.